tay cả hai thằng đi. Kia kia. Kaka kìa, anh Lộc đang gọi. Kaka. Kaka. Anh nhìn anh Lộc kìa. Ăn đấy. Con bé đâu rồi? Rồi ok. Kia anh Lộc kìa. Kaka. Nhìn anh Lộc. Đúng rồi, nhìn anh Lộc, nhìn anh Lộc. Kaka. Kaka. Đúng rồi. Quay cả hai thằng đi. Kia kia. Kaka. Quay cả hai thằng đi. Kia kia. Kaka. Thằng đéo không gừ. Không gừ. Bụt đấy. Đứng lên, thằng đéo ngồi lên. Kaka xích ra nào. Đúng rồi. Hai đứa ngồi thế. Hai nhà Kaka. Ngồi thế. Nhìn anh Lộc. Kaka. Thằng đéo nhìn anh Lộc. Lộc lại gần đây rồi, lại phi ra đằng xa để nhìn cả hai con. Kaka. Hàn Đéo, Hàn Đéo buồn cười nhỉ. Hàn Đéo không thích lên TV thì thôi nhé. Thôi Kaka thôi. Thôi. Quái con nhỉ. Hai anh em cùng mẹ đấy nhá. Hai đứa mà hư ấy, ta thả mẹ Dakota ra tẩn cho cả hai thằng. Không phải chuyện đùa đâu. Quay Kaka đi. Dần. Gọi Kaka. 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 Gọi kia Kaka kìa, anh Lộc đang gọi. Kaka. Kaka. Hạ thấp điện thoại xuống gọi Kaka. Kaka. Kaka kìa, anh Lộc gọi. Kaka. Anh Lộc gọi Kaka. Con ra để lau mặt. Lau mặt. Anh Lộc gọi. Kaka. Ôi Kaka, bắt nạt đi em. Hai thằng, mỗi thằng ngồi bên. Mỗi thằng ngồi một bên. Lộc gọi. Kaka. Ra nhìn anh Lộc. Không. Kaka. Hôm nay lại người rồi đấy. Thằng anh thằng em. Thôi được rồi. Hai anh em cùng mẹ đấy nhá. Hai đứa mà hư ấy, ta thả mẹ Dakota ra tẩn cho cả hai thằng. Nhìn anh Lộc. Đúng rồi, nhìn anh Lộc, nhìn anh Lộc. Kaka. Kaka. Đúng rồi. Quay cả hai thằng đi. Kia kia. Kaka.